Em chào các bác đã trở lại kênh của em nhé. Thì hôm nay em mới về được lô hàng mới, thì em cũng soi cho các bác xem ha. Toàn bộ đây là bơm cao áp là 700 bar trở lên ha. Thì em xin quay cho bác xem. Thì có nhiều những con là điện một pha 110, nhiều những con có thể như con kia có thể đổi được điện một pha mà 220V, còn những con kia thì phải chạy qua bên tầng. Đấy. Đấy, như bơm Viken thì hôm nay em cũng về được mấy con mới ha. Bơm Viken. Còn 2 ngựa, 3 ngựa, 5 ngựa đều có đầy đủ hết ha. Đấy, thì hôm nay em xin soi cho bác xem. Bác nào muốn mua ra lái về tự dọn thì mua. Còn nếu mà mua muốn em dọn sẵn ở đây thì cũng ok. Cái giá em sẽ đưa giá tốt cho anh em để anh em lựa. Đấy, với cả con máy rửa xe đầu ok 508. Đấy thì cũng có về được mấy con mới này thôi. Thì nay em xin gửi tới các bác. Đấy, cho bác xem. Còn đây có con khủng long này 5 ngựa. Thì con này lưu lượng của nó chỉ được 2.7 lít trên phút thôi nhé. Nhưng mà áp của nó tới 700. Lớn à. Thì bác nào làm con nào thì cứ liên hệ với em. Mua đầu không cũng được, mà mua có kèm theo đầu đột cũng được. Đấy, đầu đột giống như đây có mấy đầu này, đầu đột này. Còn đằng kia cũng có đầu đột kìa. Còn mấy bộ đây cũng có đầu đột luôn ha. Đây. Mấy bộ này thì nó còn nằm trong thùng này luôn. Đấy, cũng đầu đột ha. Đây. Trong này. Van đây. Motor đây ha. Đấy. Con này chắc cũng phải cỡ 3 ngựa. 3 ngựa nhưng mà phải cẩu ra mới nhìn rõ hơn được. Cái thùng nó rất là đẹp. Đó, còn bộ này nguyên kiện nằm trong này luôn. Đó, thì giá cả con nào thì các bác cứ chụp hình lại xong rồi gửi Zalo cho em. Số điện thoại 0938 312 207 là số Zalo của em ha. Sau đây để em xin giới thiệu một số hàng mới nhé. Đây. Con này bơm hiệu Viken, đặc biệt áp 700 của Nhật các bác ha. Đấy, con này nó đặc biệt hơn mấy con khác đấy. Nó cũng có đồng hồ điện tử đằng trước nhé. Rồi, mới về thêm được con này nữa. Cũng Viken, đồng hồ điện tử luôn ha. Báo điện tử. Rồi, van cơ, con này cũng một ngựa luôn ha. Rồi, con ngoài kia cũng Viken luôn nhé. Đây. Đây, con này cũng Viken luôn ha. Mấy cái form Viken đấy thì nó cũng giống giống nhau nha các bác. Đấy, áp thì cũng 700 nhá. Nhưng mà con này là lưu lượng là 2 lít trên phút nha. Lưu lượng 2 lít trên phút. Đấy. Những con như thế này á, thì em chỉ bán khoảng 9 triệu thôi. Như con này em sẽ bán khoảng 9 triệu thôi. Con Viken này là bán là các bác là về tự dọn nhá. Đấy. Còn những con như bên kia thì nó sẽ mắc hơn. Mắc hơn. Rồi, đây cũng con Viken nữa. Đây. Viken này thì nó có mấy cái bộ điều chỉnh áp đi theo luôn ha. Con này xem nào. Con này 2 ngựa mà nó bự quá trời luôn ha. Đấy, 2 ngựa. Đấy, bác nào làm con 2 ngựa này thì liên hệ em nhé. 0938 312 207 ha. Hoặc đây. Số điện thoại đây 0938 312 207 Đức Tùng nhé các bác. Ở trong cái đám này thì chỉ có một con này là có thể là điện một pha được thôi. Một pha 220. Một pha 220, 220 một pha. Thì bộ này á, là nó tích hợp. Nó tích hợp đây có một bộ van chia bơm dầu vào rồi nó tự đạp cái là nó bơm dầu lên. Đạp cái nữa là nó nhả, tự nhả đầu rồi hồi về. Hồi về là nó mở đường về thôi. Nó còn lò xo cái này có 1 giây thôi, còn cái đầu đột đấy là nó phải có cái lò xo nó thu về nhá các bác. Đấy. Thì con này có thể đổi được điện một pha nhé. Nhưng mà thùng chứa dầu nó rất là ít. Con này nó cũng cỡ khoảng 5 7 lít dầu thôi.
không nhiều. Em biết hình như là can này khoảng 5 lít à. Dự đoán thôi. Đấy. Con này là hiệu Yamada nhé. Yamada. Rồi, con này thì em cũng bán giá khoảng 9 triệu thôi. Con Viken ha. Còn con này thì điện một pha, điện 100V nhé. Thì cũng có một bộ com đê ở đây. Đấy, con này thì cũng có, nếu mà mình muốn van cơ thì van cơ, không biết ở đây này. Hình như đây mở này. Em không rõ cái này lắm, nhưng mà bác nào nhìn đấy là cảm thấy phù hợp thì cứ mua. Đấy. Đấy. Đừng dầu lên, một đừng dầu lên, một đừng dầu về nhé. Đấy. Còn con này cũng bơm một ngựa nhé, nhưng con này hiệu khác nhé. Con này hiệu Osaka nhé. Đây. Osaka này. Osaka Nhật nhé. Rồi. Con này điện 110 nhé. Con này điện 110V này. Đấy, đồng hồ ở trên này nó hiện 3,5 kg nhé. 35 kg hơi. Đồng hồ này cũng 35 kg hơi luôn. Rồi, đồng hồ này là 15 kg hơi. Đấy, con này là cao áp nhá. Bơm rất là nhẹ ha. Con này mình sẽ bán với giá 2,5 triệu một con nhá. 2,5 triệu. Còn con Rui kia 1,000. Con này bơm 10 kg hơi thôi, nhưng mà mình sẽ bán con này với giá khoảng 2 triệu nhá. Hoặc bán 1,8 triệu thôi cũng được nữa. 1,8 triệu cho con Ruby này nhá. Chạy rất êm nha các bác. Thì các bác lựa con nào thì các bác chụp hình màn hình lại. Rồi các bác chụp hình màn hình lại rồi các bác gửi cho em trên số Zalo 0938 312 207 ha. Con này bơm Viken nhé. Rồi. Con này cũng bơm Viken luôn. Con này nó giống như kiểu mới xuất xưởng vậy đó, nhưng mà rất là đẹp quá. Con này cũng có đồng hồ điện tử nhé bác. Một HP. Con này cũng Viken nhé. Đồng hồ điện tử luôn. Con này cũng Viken. Con này hai ngựa nhé. Bây giờ tí nữa em sẽ soi con máy rửa 508 này. Bây giờ em soi tiếp con Viken tiếp theo nhé. Con này cũng hiệu Viken luôn nhé. Tại vì đây là một con này, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con Viken ha. Đấy, con này cũng Viken luôn. Con này em xem Viken máy ngựa nhé. Con này 2 ngựa nhé. Con này 2 ngựa áp 700 luôn ha. Bộ này lớn hơn này, 2 ngựa áp 700 này. Con này hiệu Hitachi nhé. Con 2 ngựa này hiệu Hitachi này. Con này cũng hiệu Hitachi luôn nhé. Không phải Viken đâu. Con này hiệu Hitachi. Con này 1 ngựa. Bác nào cần con nào em sẽ chụp hình gửi cho các bác trên Zalo kỹ càng hơn sau ha. Thôi, con bơm này. Bơm này là con bơm này là cũng xài điện một pha 100V nhé các bác. Điện một pha 100V được. Em nghĩ con này có thể là điện một pha 220 được các bạn. Đây là theo suy đoán của em thôi nhé. Tại con motor này bên hông nó có cái tụ đổi nguồn đấy, nên em nghĩ thế. Nhưng mà zin nguyên bản của Nhật nhé. Đấy, em nghĩ thế. Thì bác nào cần bộ nào thì cứ liên hệ với em nhé. 0938 312 207.
em sẽ chụp hình gửi cho các bác từng bộ một, từng combo một ha. Còn đây, em xin soi cái bộ này. Bộ này em xin công tác đo cái máy rửa này nhé. Máy rửa này em đo này. Tới đây là 90 nhé. Cái thùng máy là 90, đo hết phủ bì đi. Phủ bì để biết tường xe cộ nữa. Phủ bì là 132. Phủ bì là 1m32 nhé. Rồi em đo bề ngang này. Bề ngang của máy là 55 nhé. Bề ngang của máy là 55. Còn chiều cao, chiều cao của máy là 80 nhé. Rồi chiều cao của máy 80. Thì trong cái thùng này là chứa nước nhé. Đây là đầu vào chứa nước. Một nửa thùng này là chứa nước, còn bên này là chứa máy. Anh Niệm ơi, mở giúp em cái này. Đây, mở ra ở trong này nó có một cái lẫy cài ha. Rồi anh cài cho đi. Rồi cài rồi. Rồi thì ở trên này nó mang một bộ đầu OK là 508. Đầu OK 508 nằm phía trong. Rồi thì đồng hồ này nó hiển thị là maximum là 160W. 160W thôi là áp lực. Còn dây cu loa là vẫn zin Mitsubishi. Còn ở trên này nó mang một con motor 5 ngựa các bác ha. 5 ngựa zin 3 pha nguyên bản của Nhật ha. Còn những đường ống đây là đường ống vào, hồi ra nhá. Mà bây giờ mình soi là OK 508 này.